Chiếc xe SU7 của hãng điện thoại Xiaomi bị hỏng chỉ sau 39 km, không thể sửa chữa, khách đòi xe mới hãng từ chối. Kể từ khi Xiaomi SU7 bắt đầu được giao hàng vào ngày 3 tháng 4, đã không thiếu những câu chuyện về các vụ tai nạn liên quan đến chiếc xe của hãng điện thoại này, cùng với những trường hợp gặp trục trặc. Tuy nhiên, vụ việc mới nhất có lẽ là vụ việc kỳ lạ nhất cho đến nay, khi chiếc xe Xiaomi SU7 này bị hỏng, dù chỉ mới đi được 39 km và không thể sửa chữa được, đại lý sau đó phải đưa về bộ phận phân tích. Hiện tại nhiều chi tiết vẫn chưa rõ ràng lắm. Được biết, ông Ôn, chủ xe là người mua sớm chiếc Xiaomi SU7 và đã chờ xe hơn một tháng. Ông đã nhận chiếc xe của mình từ trung tâm giao hàng Xiaomi Auto GA Mường Sinh, An ở tỉnh Phúc Kiến vào ngày 4 tháng 5. Vào ngày 6 tháng 5, người chủ đã đăng một video lên mạng xã hội nói rằng chiếc Xiaomi SU7 của mình đã bị hỏng khi đang di chuyển với tốc độ cao ngay sau khi rời khỏi cửa hàng 4S. Lúc này, chiếc xe SU7 của anh đã đi được 39 km. Ông Ôn cho biết chiếc xe phải được kéo về trung tâm giao hàng. Sự cố được cho là xảy ra vào ngày 5 tháng 5. Đoạn video cho thấy chiếc xe đỗ trên lề đường với đèn cảnh báo nguy hiểm nhấp nháy. Bên trong thiết bị thông tin giải trí hiển thị xe sắp dừng, vui lòng tấp vào lề an toàn và liên hệ với trung tâm dịch vụ trực tuyến. Sau đó thông báo thay đổi thành hiển thị nội dung như hệ thống chuyển động bị lỗi và không thể chuyển số. Điều này cho thấy đã xảy ra lỗi, nghĩa là xe không thể chuyển đổi giữa chế độ lái và lùi. Trung tâm giao hàng Siang An xác nhận vào ngày 7 tháng 5 rằng người đứng đầu họ đã nhận được đơn khiếu nại của ông Ôn và họ không thể tìm ra vấn đề là gì. Theo tin tức mới, nó không thể sửa chữa được và cần được gửi đến nhà máy để phân tích nhằm tìm ra lý do tại sao sự cố xảy ra trước khi có thể sửa chữa. Điều đáng ngạc nhiên là sau sự việc này, ông Ôn thực sự đã yêu cầu một chiếc xe mới thay vì hoàn lại tiền và không hài lòng với việc không thể nhận được một chiếc xe. Ông nói rằng tôi muốn một chiếc xe, không trả lại xe và tôi không muốn đặt một chiếc xe mới. Do những chiếc xe đang được sản xuất đã có chủ sở hữu được chỉ định, nên không thể cấp cho anh ta một chiếc. Dịch vụ khách hàng của Xiaomi được cho là đang đàm phán hoàn lại tiền với ông Ôn cùng với việc bồi thường cho những chi phí mà ông đã phải gánh chịu. Xiaomi đứng thứ 6 trong giải đấu bán hàng trên thị trường xe năng lượng mới dành cho những chiếc ô tô có giá trên 200.000 nhân dân tệ trong năm nay, mặc dù chỉ mới được bán ra từ cuối tháng 3. Và đã đạt được doanh số 8.500 chiếc ô tô tính đến ngày 5 tháng 5, có thể bao gồm cả xe của ông Ôn. Đây không phải là sự cố đầu tiên liên quan đến chiếc Xiaomi SU7 có vấn đề về chất lượng. Một trong những điều đáng lo ngại hơn là chức năng EB không thể hoạt động ở tốc độ 135 km/h, như tuyên bố của Xiaomi, và điều này sẽ không được khắc phục cho đến khi có OTA. Cũng có những báo cáo liên quan đến sự không nhất quán về độ dày của lớp sơn cùng với sự hao mòn quá mức của ghế trong các xe thử nghiệm.